Chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng vì quân thù kéo đến, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu trói. Vì tự vệ, vì hòa bình, cũng là vì đất nước của chúng ta. Phải làm, phải làm. Đúng rồi, đúng rồi. Đao kiếm không thể nào mang lại hòa bình được, hiểu không? Nhưng mà lại có thể đưa con người đi đến chỗ chết đó. Cái gọi là cảm giác an toàn, đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của giết chóc mà thôi. Ông có hiểu hay không? Nếu ông thật lòng nghĩ đến tổ quốc thì đừng có nghĩ đến chiến tranh nữa. Chiến tranh chưa bao giờ dừng lại cả. Ân oán theo nhau không hề có điểm dừng. Sau khói lửa của chiến tranh rồi, không thể nào thấy được cảnh hòa bình, chỉ có thể là tiếp tục chiến tranh mà thôi. Và chỉ có thể là tiếp tục chiến tranh. Ngày hôm nay ta triệu tập người trong tộc chính là muốn nói cho rõ ràng, bất luận là người nào có cùng chí hướng hay là không, thì ta vẫn mãi giữ vững ý niệm hòa bình của ta, nhất quyết không hề thay đổi. Yeah.